Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là một trong những cái tên gạo cội được yêu thích nhất trong làng truyền hình phía Bắc trong thời điểm hiện nay. Ngoài việc là một diễn viên tài năng, anh còn được biết đến là đàn anh rất tận tâm trong nghề, luôn chỉ dẫn, bảo bọc cho các diễn viên mới, đồng hành cùng họ trong những vai diễn khó. Thế nhưng mới đây, nghệ sĩ Hoàng Dũng đã đăng tải một đoạn status gây khá chú ý khi công khai chỉ trích một diễn viên nữ là hỗn và ăn cháo đa bát. Cụ thể anh viết, mới những bước chân đầu tiên đã được tung hô tưởng mình là sao và hỗn, thay đổi đi. Nếu không chú sẽ giúp cháu tỉnh ngộ. Chú đã từng yêu quý và nâng cháu lên bằng hai tay thì cũng có thể buông ra cho cháu rơi xuống đất. Chắc cũng hiểu được thế nào là ăn cháo đá bát chứ cháu. Khi vào phần lịch sử chỉnh sửa, cư dân mạng tìm thấy được status này là để ám chỉ một diễn viên nữ. Bên dưới status, Việt Anh người phán xử cũng bày tỏ sự bức xúc dùm nghệ sĩ. Ngay lập tức, dân tình đã đoán già đoán non về danh tính của cô gái trẻ đang khiến nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng thất vọng. Cái tên được dự đoán nhiều nhất là Bảo Hân, vì trong dự án phim mới nhất mà anh đang tham gia, Về Nhà Đi Con, thì Bảo Hân chính là nữ diễn viên mới nhất, yếu kinh nghiệm nhất nhưng lại được yêu thích nhất. Bằng chứng là bên dưới status của nghệ sĩ Trung Anh khen con gái út thì nghệ sĩ Hoàng Dũng thả nhẹ comment đầy ẩn ý, chả khen. Sau khi dân tình đoán là Bảo Hân thì nghệ sĩ Hoàng Dũng nói, đừng đoán cháu ơi. Cư dân mạng cũng phân tích rằng Về Nhà Đi Con không có nhiều cảnh quay giữa Bảo Hân và nghệ sĩ Hoàng Dũng. Chưa kể, Bảo Hân nổi tiếng là ngoan ngoãn, lễ phép và rất vâng lời. Hơn nữa, Bảo Hân đang trong thời gian đi quân sự thì không thể có hoạt động phim ảnh nào để dính dáng đến nghệ sĩ Hoàng Dũng. Dù không biết là ai nhưng để cho nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng phải lên tiếng chấn chỉnh như thế này thì không chỉ là chuyện nhỏ nữa rồi. Mặc dù còn nhiều cái tên khác được đưa ra nhưng tất cả vẫn chỉ là sự suy đoán.